Chào cả nhà nha. Đây mình tiếp tục quay ổ kiến của mình nha cả nhà. Để xem đây có gì mới cho mọi người xem nha. Chà, này kia chỗ nào quay cho mọi người thấy rõ mới được. Cái kiến chúa của mình cũng đã đẻ được vài trứng nha cả nhà. Cái nhà thứ hai cả nhà có thấy không? Đó. Được 2-3 trứng vậy rồi. Bé cũng tha lên một trứng này cả nhà. Này cũng còn được 2-3 trứng. Cũng thật là may mắn khi vừa về tổ mới được 3 ngày là đã có trứng rồi nha cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ.